Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cực Hiền Xem Phim Hoàn Hồn phần 2 tập 5 tập 6. Go Yun Chung đột ngột tỏ tình, nguyện ở bên Lee Chuk. Lee Chuk qua đêm ở bên ngoài. Trang Úc Tân Lee Chuk thủ vai sẽ gặp lại là Lee Chun sau 3 năm. Và cuộc hội ngộ bất ngờ dự báo sẽ có những điều bất ngờ sẽ xảy ra trong tập 5 của bộ phim là Hoàn Hồn phần 2. Dù đã cố né tránh nhưng tình cảm của Trang Úc do Lee Chuk thủ vai dành cho Jin Bu Yeon đã ngày càng trở nên sâu sắc. Trong tập 4 của bộ phim là Hoàn Hồn, Trang Úc và Jin Bu Yeon lần nữa bị cuốn vào định mệnh, không thể tách rời dù có đẩy ra xa. Sau khi xử lý xong Na Sư mà mọi người vẫn đồn đoán, Trang Úc một mình đến mỏm đá nơi Bu Yeon đã rơi xuống với cảm xúc tuyệt vọng cùng cực không một lời nào diễn tả. Trở về nhà và cố gắng uống rượu để chuốc say bản thân, Trang Úc nhìn nhầm Bu Yeon thành Bu Yeon và nói: "Ta không khóc được, vì ta cứ như bỏ lại nàng ở nơi đó vậy." Nhưng cuối cùng giọt nước mắt đã lan trên má anh. Sau khi Jin Bu Yeon đã cố gắng an ủi Trang Úc và nằm bên cạnh ngắm nhìn anh, Trang Úc bất ngờ tỉnh lại và hôn âu yếm cô nàng. Nhà đài cũng đã tiết lộ Trang Úc và Lee Chun đã gặp lại nhau sau 3 năm. Đặc biệt anh còn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe những gì đối phương nói. Liệu Lee Chun có tiết lộ về thân thế thật sự của Jin Bu Yeon và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển mối quan hệ của cặp đôi chính? Trailer tập 5 cũng tiết lộ câu thoại ngắn nhưng đầy ẩn ý của Lee Chun. Dù ta không cố tình gắn ghép, thứ mà Jin Ho Kyung dày công che giấu rốt cuộc cũng bị ngươi cướp mất. Trong khi đó, Go Won đã cố gắng ngăn cản âm mưu của Jin Mu. Quán chủ dừng lại đi, nhưng bất lực khi ông ta đáp: "Nếu người muốn cản thần, hãy đến gặp Trang Úc và nói ra hết mọi chuyện đi ạ." Seo Jun ngày càng cảm nhận rõ bản thân mình. Anh nói: "Ta trở về để âm thầm thu xếp cho đến hồi kết." Cũng đau lòng bày tỏ, tim như bị xé toạc và đập vỡ tan tành. Cuối cùng, mối quan hệ của Trang Úc và Jin Bu Yeon là điều được người xem quan tâm nhất được chia sẻ trong trailer của tập 5. Theo đó, dù mập mờ nhưng cặp đôi vẫn có những phân cảnh ngọt ngào. Dù biết trong trái tim của Trang Úc là người khác, Jin Bu Yeon vẫn đan tay anh và thổ lộ: "Ta sẽ luôn ở cạnh huynh từ khoảng cách này. Lời hứa của ta đấy." Cuối tập 5 của bộ phim Hoàn Hồn, sau khi về nhà vợ ra mắt và ở lại một đêm với mục đích riêng, Jae Úc và Jin Bu Yeon cùng đi bộ trong sân để nắm bắt tình hình. Anh chủ động nắm tay phu nhân để cảm nhận và nói: "Xem ra ta thật sự phát điên vì cô rồi." Có thể thấy nam chính ngày càng khó khăn để chống lại cảm xúc của mình dành cho Jin Bu Yeon. Theo trailer tập 6 đã hé lộ khoảnh khắc lãng mạn đến khó tin của cặp đôi chính trong rừng tre. Lần này cả hai có mặt tại đây và tiếp tục có cái ôm trìu mến. Điều khác biệt so với những lần trước là Trang Úc không thể che giấu tình cảm trong ánh mắt kia nhìn Jin Bu Yeon. Không những thế, anh còn cười dịu dàng và ôm đầu cô khi cả hai gần gũi. Trong khi đó, Jin Bu Yeon vẫn cực kỳ thoải mái và thích thú khi ở bên Trang Úc. Nói về khoảnh khắc này, ekip sản xuất nhận xét, giống như lời hứa sẽ bảo vệ và ở bên anh, Jin Bu Yeon sẽ tiếp tục bám lấy Trang Úc một cách táo bạo, độc đoán. Trong khi đó, Trang Úc cũng càng ngày càng cảm nhận thấy Bu Yeon đang nhắc lại những kỷ niệm và khoảnh khắc yêu đương trong quá khứ. Hãy đón xem tập phát sóng hôm nay để cảm nhận khoảnh khắc lãng mạn sâu sắc này. Trailer tập 6 cũng chia sẻ nhiều hơn về mối quan hệ của Trang Úc và Bu Yeon. Theo đó, khi đi dạo bên ngoài Jin Yo Won, Trang Úc đã phát hiện có người muốn đi vào nơi mà họ muốn tìm hiểu và nhanh chóng ôm Bu Yeon nép vào lòng mình để tránh bị phát hiện. Người lẻn vào Jin Yo Won không ai khác chính là Seo Yun. Anh đến cứu Seo Yi. Cuối trailer, mọi người cũng bất ngờ nhận xét huyết trùng trên người Seo Yi đã được truyền cho Seo Yun. Bên cạnh đó, với lời dọa từ Go Won rằng mình có thể sẽ mất chồng: "Chồng ngươi bị con khổng tước kia hấp hồn vẫn chưa về à? Đằng này có ở nhà mà chăn đơn cuối chiếc, thế thì tiêu rồi." Vì vậy, cô quyết tâm tìm Trang Úc và đòi qua đêm bên ngoài cùng anh. "Không về, ta cũng sẽ ở đây, ta sẽ tự tìm phòng cho mình." Tuy nhiên, Trang Úc rất nhanh đã khiến phu nhân yên lòng. Anh nắm chặt tay cô trước mặt mọi người trong sự ngỡ ngàng của Jin Bu Yeon. Chúng ta hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của bộ phim là Hoàn Hồn phần 2 phát sóng vào lúc 21:10 các tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh TVN. Nếu mọi người thích video của chúng mình thì like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye!